Vâng, xin mến chào toàn thể các bác nhá. Rất vui gặp lại các bác và anh em trên kênh YouTube Điện tử Tập Hoa. Trở lại với video buổi chiều ngày hôm nay, bên em xin được giới thiệu test thử chất âm của một cặp loa bãi xịn thương hiệu đến từ đất nước Mỹ. Cặp loa có tên là AC. Và với cấu hình loa này được thiết kế một bát 40, một mid tép kèn. Bát này sở hữu từ 19 côn 76. Loa sử dụng màng giấy gần vải tẩm dầu. Đây là một dòng loa rất là chất, sử dụng thùng gỗ, vỏ ngoài bọc lì, các góc là đều có đai. Những cái đai này thì các bác anh em thường thấy ở trên những dòng loa Mỹ, JB, TV, EV, rất là chất. E căng rất là đẹp, e căng lưới sắt nhé các bác. Đây là một cặp loa zin còn nguyên bản. Và với cái kích thước của thùng thì em sơ qua cho các bác anh em chúng ta nắm được. Với cái chiều cao của dòng loa này là 80 cm. Đấy, chiều ngang của thùng là 54. Chiều sâu là 44. Và trọng lượng cân nặng của mỗi thùng này nó rơi vào khoảng trên dưới 30 kg. Rất là nặng. Em quay cái mặt sau của sản phẩm. Dòng loa được thiết kế 3 cổng đầu vào, 1 6 ly và một cổng rắc lưu trích và 2 cổng rắc 6 ly. Đây là một dòng loa rất là chất. Tiếng bát đánh rất sâu, mềm. Vâng, với cặp loa có tên là AC, sở hữu một bát 40. Từ 19 côn 76, cặp loa này bên em chào bán với giá là 9.500.000 đồng. Trong đó đã có bao phí vận chuyển cho các bác và anh em. Các bác và anh em có nhu cầu một cặp loa bãi xịn thương hiệu Mỹ, xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Ok, em test thử chất âm của một cặp loa bãi xịn.